Đúng là người ta nói không sai. Lĩnh vực thời trang lúc nào cũng là một mảnh đất màu mỡ để chúng ta khám phá, tìm hiểu và sáng tạo. Tại sao? Một bộ đồ chưa tới 100.000 như thế này mà qua bàn tay stylist của mình có khác gì siêu mẫu trình diễn thời trang đâu trời. Nếu như không có mày, không có cái cây lau nhà này thì không ai có thể đoán được mình là Vô Xin. Tin tao đi, chỉ một thời gian nữa thôi, tao sẽ rời xa mày. Đam mê của tao là nhà thiết kế thời trang, chứ không phải là lau nhà. Xa cơ lỡ bước thôi. Ủa, cô chú? Cô chú bị cái gì đấy? Vì làm sao mà sao lại sưng hết mồm miệng đấy thế? À, nhân cưới chứ. À, ông chủ hả? Anh Thành ông chủ sao? À, ông chủ lái xe. Cô chủ đánh cô chủ trên xe hả? Cô chủ yên tâm đi. Đúng là lòng người dạ thú mà. Con không thể ngờ được là ông chủ là một con người vũ phu như vậy. Nghĩ làm sao đánh vợ mình trên xe, không thể chấp nhận được. Là sao? Không đúng hả? Đúng mà. À, là nấu gì cho cô chủ ăn hả? Bây giờ ăn làm sao nổi, bây giờ mồm miệng này chỉ húp cháo được thôi. Là sao? Không ăn uống đi. Hiểu rồi, cô chủ yên tâm đi. Em sẽ cho ông chủ yên nghỉ luôn. Đàn ông mà nghĩ làm sao vũ phu như vậy chứ. Đánh vợ trên xe, sao không đánh ở nhà? Vợ chồng là phải đóng cửa bảo nhau. Là sao? Cô chủ cứ yên tâm đi, ở trong đó nghỉ ngơi và dưỡng vết thương đi. Mối thù của cô chủ cứ để em lo cho. Ủa mà mình là Ô Xin mà ta. Ô Xin mà cái đây là cái chuyện vợ chồng người ta đánh nhau mà sao mình lại có thể xen vào nha. Mình thế nào nhỉ? Nhưng mà không được. Mình là Ô Xin, cũng là một thành viên trong gia đình này. Thấy chuyện bất bình mình không thể bỏ qua được. Mình đã có cách. Alo, lão Phật gia à? Dạ con không có làm mà má. Con đâu bao giờ đánh vợ con đâu. Má biết tính con mà. Nó giờ đánh vợ đánh con đâu mà sao biết nó bị sao đó thôi má. Má đừng khóc má. Má bình tĩnh đi. Dạ. Để con về con hỏi vợ con có chuyện gì xảy ra đã. Dạ. Không, con thề với má là con không có làm gì vợ con hết trơn á. Dạ, vậy nha má. Ê! Đất ơi, em làm gì đây ra bét? Ra bét hồi nào? Em tên gì? Ông chủ em đã nói với ông chủ bao nhiêu lần rồi. Em là Alexander mà cứ Elizabeth hoài. Quên trời. Thôi gì vậy đơ? Được, Alexander. Em ở nhà là Nguyễn Văn Đơ. Anh còn cố nhắc lại nữa hả? Trời ơi, bây giờ... Em đã cố gắng quên cái tên Đơ đi ra rồi. Nghĩ làm sao đi đâu gọi Đơ. Bỏ qua cái tên em đi. Thêm cái Alexander vào. Trời, bây giờ anh rối quá rồi. Bây giờ em, vợ anh ở đâu? Vợ anh ở trong phòng nè. Anh đứng lại đi. Cái gì? Anh suy nghĩ kỹ chưa mà bước vào trong phòng đó. Chứ chuyện gì? Chuyện gì? Vũ phu. Cái gì? Còn cái gì nữa hả? Anh không biết chuyện gì ra sao? Anh không biết gì luôn có đơ. Cái chuyện gì vậy? Nếu mà anh bước vào trong kia đó, anh sẽ bị đổ máu đó. Sao đổ máu? Anh không biết hả? Không. Cô chủ đang muốn trả thù anh đó. Anh làm cái gì mà trả thù anh? Trời đất ơi, anh có làm... Anh nhớ anh đang làm cái gì bây giờ? Anh buồn quá. Là... Cô chủ... Trời ơi, Linh ơi, em bị cái gì vậy Linh? Ngồi xuống đây coi em làm cái gì vậy Linh? Ôi chết rồi, ai làm gì em? Ai làm gì em? Không ai làm gì em, nhưng mà em bị sao? bây giờ em không nói chuyện với anh luôn, chết rồi. Để anh nhớ coi. À em đừng có nói với anh á là anh quên tặng quà 100 ngày cưới, bây giờ em giận anh nha. Chết rồi, bây giờ vợ tôi không nói chuyện với tôi luôn rồi. Chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Chết rồi. Trời ơi, tôi khổ quá vậy trời ơi. Bây giờ em không nói chuyện với anh đã đành, bây giờ em còn gậu cho má làm gì nữa, em còn mách cho má làm gì? Hả? Anh mệt em quá luôn, em biết má đang bị bệnh tim mà em còn làm cho má nổi điên lên nữa, giờ làm sao? Em nói không đúng sự thật thì anh biết làm sao? Tại sao vậy Linh hả? Hai đứa bình tĩnh lại, hai đứa bay bình tĩnh lại đi. Trời đất ơi, có hai đứa bay luôn rồi hả Đơn? Công chủ làm con rối quá, ý là ông chủ làm em rối quá, ý là bình tĩnh lại, cái gì cũng phải có cách giải quyết hết. Và bây giờ giải quyết sao? Bây giờ là ông chủ là không hiểu cô chủ đang nói gì đúng không? Trời ơi, đau lòng bất hạnh quá, làm chồng mà không hiểu, không biết được cái tiếng nói của vợ mình. Nhưng bây giờ vợ không nói gì sao bà hiểu được? Để em phiên dịch. Em phiên dịch, em không là chồng nhưng em hiểu. Bây giờ nãy giờ Linh nói gì em nói cho anh nghe coi. Nói lại đi. Đau lòng là nói cái gì? Còn không hiểu nữa hả? Sao mà hiểu được? Cô chủ nói là ông chủ đánh đập, đấm vào mồm, cô chủ rụng răng, cô chủ đã muốn tìm cách trả thù. Trời ơi, anh nói nó như vậy mà em chưa hiểu hả? Đúng rồi, cô chủ đánh đi, bất hạnh quá. Cô chủ không dám tự tay đánh ông chủ nên phải đánh vào em. Đó, đánh hả? Đúng rồi, gọi công an tới giải quyết đi. Gì đây? Em bị đau răng, chích thuốc không nói được. Vậy mà em dịch gì kỳ vậy đó? Alexander. Chẳng bị bỏ qua cái tên đi, bây giờ dịch gì? Tại sao dịch kỳ vậy? Không phải tại có chỉ vào răng nên em tưởng là bị đấm rụng răng. Thế là trời, cái thằng này đi về còn bị tai nạn té xe, em bực quá. Ôi sao mình dịch thành bị đánh trên xe ta? Trời ơi Linh, anh nói nè, tại sao ngay từ đầu em không nhắn cho anh một cái tin là mọi chuyện đã được giải quyết, đâu có hiểu lầm gì đâu. Ủa mà em không nói được rồi ai gọi cho má? Trời âm u quá, chắc sắp mưa sao ta? Alexander, anh gọi vậy đúng tên em chưa? À, anh gọi Đơ thôi được rồi ạ. Nhưng mà anh thích Alexander. Dài. Hình như em có làm chuyện gì có lỗi với vợ chồng anh cho nên là anh thấy mồ hôi hơi lấm tấm trên trán em phải không? Không ạ, cái này là nước hả? Thôi để anh chị chung tay lau mồ hôi cho em nha. Anh chị ơi, cái này để lau nhà. Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc thôi mà, có gì đóng cửa bỏ nhau chứ đừng đánh nhau trên ô tô kiểu vậy. Đâu, anh thấy vợ chồng anh vừa cãi lộn nhau đó em. Hạnh phúc quá. Nhìn gì? Nhìn hả? Thắc mắc hả? Thắc mắc tại sao đứng chùi chùi cái này nãy giờ không ra hả? Sao nó dính gì? Cứng quá. Cứng cái gì? Cái này con ốc người ta mà. Ủa hả? Chùi cái gì lau cái gì vậy? Bụi ở trên này sao không lau? Thấy ốc hả? The đây nè, phù bụi nè. Nó đang tùm lum chuyện gặp em nữa. Nhìn là biết liền, Chủ, anh chủ, có chuyện gì hả? Không gì đó. Thôi, có gì đâu giấu. Hai anh em nhà có gì nói nghe coi. Không có gì đó, nó là không có cái chuyện gì mà đừng có hỏi. Giỡn lại, nhìn mặt Quý rồi. Có buồn nhí không? Nè, sao không cầm micro nói lớn lên cho chị nghe luôn biết hả? Cái này em từng trải qua em biết mà. Nè đó thấy không? Tin nhắn tới liên tục, điện thoại không dám bắt máy. Buồn dí cho mới gì. Em nói thiệt nha, may là chị chủ đi vắng nhà. Chị chủ mà có ở nhà là gặp cái tình trạng này là anh chết. Không cần phải nói cái điều đó. Làm mất làm phước lau dọn đồ xong rồi tìm cái cách gì đó giúp đỡ anh coi. Anh có tin tưởng em không? Nếu mà anh tin thì em sẽ giúp anh. Tin thì dĩ nhiên là phải, nhưng mà được không vậy? Trời ơi, giỡn hoài. Em nói thiệt cho anh nghe nha, em từng giúp chị chủ biết bao nhiêu vụ mà anh có biết đâu. Cái gì? Em giúp bao nhiêu vụ hả? Không, không phải, ý là không phải vấn đề tình cảm trai gái, mà là giống như là cất tiền vô cái khoản nào không cho anh biết thôi, hiểu không? Chứ không phải là chuyện bậy bạ gì. Trời, bậy bạ giờ nói cái anh biết hết trơn rồi nè. Gì thấy chưa? Sao vậy Thắm? Nhưng mà tại vì anh hỏi thôi chứ em đâu có nói. Không phải là anh không tin nhưng mà anh sợ. Sợ gì? Tại vì người ta là một nữ đại gia. Anh có biết là em giúp được anh hay là không? Trời, nữ đại gia nhắn tin cho anh hả? Ừ. Cũng được rồi. Phải chỉ con trai nhắn tin mới sợ, này nữ mà. Nữ. Thôi nữ, nữ già không sợ à? Chà, căng à. Làm gì thì làm, tìm cách giúp anh đi. Cái gì cũng có cách hết, cái gì cũng có cách giải quyết hết thiệt. Giờ em ráng em giúp đi chứ không là anh là bị lấy lại hợp đồng luôn á. Có cách rồi. Cái gì? Mở điện thoại ra. Rồi đi, em nhắn tin cho. Hả? Giống như em giả là chị chủ á, hiểu không? Em nhắn tin cho bả là bả ngưng liền. Ủa sao cho chị được không vậy ấy? Trời ơi, người ta biết vợ người ta phát hiện rồi, người ta đâu có dám liên lạc nữa, nhắn tin liền. Chắc chắn phải không? Ừ, được. Ừ. Ủa em nhắn gì vậy? Có ngon gọi lại lần nữa coi. Chùi miệng không? Thắm chùi miệng không? Thắm chùi miệng không? Cái gì? Bỏ điện thoại xuống. Hả? Nhắn cái gì tùm lum vậy? Mình nhắn vậy bả gọi lại em mới bắt tận tay em chửi bả liền. Trời ơi em làm ơn em. Gì vậy? Không, hôm nay có quà, chạy ra lấy giùm. Ừ. Có quà hả? Nhanh. Trời ơi, ôi ơi, có khi nào bà nữ đại gia nó gửi cho anh hộp xoàn không? Thôi không phải đâu. Nhiều khi có người nào không phải hộp xoàn rồi mở ra nguyên cái hộp sồi. Trời, hộp sồi là nuốt luôn á. Đó, nó nghẹn á, nó nghẹn á. Bây giờ sao ta? Ủa, mà sao ai không lịch sự, không có tên tuổi gì hết kìa. Bả đó, bả chứ không ai hết trơn á. Cái này mà chị chủ về chị chủ thấy á, chị chủ hả? Ly dị anh luôn đó. Ly dị đó, khủng quá. Bây giờ anh đừng có lấy, anh đừng có nhận. Để em nhận cho, coi như quà này quà của em. Phải không? Ừ, em giữ cái bí mật này cho anh. Chưa tin đâu. Gì? Thiệt chưa tin. Nữa, vậy sao mới tin? Thề đi. Em muốn thề gì? Em thề, nếu như em tiết lộ bí mật này thì cái nết của em sẽ càng ngày càng nặng. Ok anh, em sẽ mất nết luôn. Còn anh, nếu mà anh nói ra cái bí mật này, anh sẽ lùng thêm 1,5 tấc nữa. 1,5 tấc là đang lùng hiện tại rồi. Ờ vậy hả? Vậy cho anh nữa lùng nửa tấc thôi. Chơi. Chơi. Trời ơi Thắm ơi, em nhẹ nhẹ cái tay chút được không? Dạ. Để bị bông của chị đó. Dạ biết rồi, lỡ tay trơn á. Càng lau càng bóng. Ôi càng lau càng bóng dễ sợ. Ủa cái vòng tay? Vòng của em chị, đẹp không? Trời ơi, chị nhìn rồi biết vòng phong thủy liền đúng không? Trời ơi, mắc tiền hả chị? Nè nhìn coi. Dạ. Em để nó ở đâu? Ăn trộm đúng không? Cái gì vậy chị? Chị lúc nào cũng nghĩ xấu với em hết trơn á. Cái vòng này á là thật ra là có người tặng cho em. Người ta thầm thương trộm nhớ em tặng cho em. Người thầm thương trộm nhớ. Trời ơi, thích quá trời ông này. Rồi, bắt đầu kiếm chuyện giọng nữa nè. Suốt ngày hai chồng cái lộn hoài, mệt mỏi ghê. Nè em sao vậy em? Có em xách đồ em đi đâu? Tôi không còn gì để nói với anh nữa hết á. Em ơi, anh mới ngủ dậy mà còn nhiều điều nói lắm chứ em. Sao vậy? Em đi đâu? Anh còn giả nai với em nữa hả? Hai người giỏi lắm. Gì? Bấy lâu nay á, hai người lừa dối sau lưng tôi đúng không? Hả? Em... nói đi. Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Anh lừa dối cái chuyện gì sau lưng em? Anh còn giả ngây giả ngô với em nữa hả? Quà em tặng anh đi tặng người ta là sao? Quà gì? Anh nhìn đi, cái vòng tay phong thủy nó đeo đó. Em muốn gây bất ngờ cho anh đem em tặng nó là sao? Ủa, nó có cái vòng này là em tặng á hả? Chứ còn gì nữa. Ủa, vậy là cái vòng này là của chị tặng cho anh hả? Đúng rồi, chị muốn gây bất ngờ cho anh. Chị đặt cái vòng đó để tặng cho anh. Tự nhiên anh đem tặng em là sao? Ủa, chị Nhưng mà không phải chị không phải em tưởng người khác tặng chứ chị tặng rảnh này cái trả nè, chứ không trả lấy cái làm cái gì, lấy cái gì lấy tối về lận hả? Tại vì em biết sao, cái hộp quà nó không có gửi tên cho nên là anh không có biết ai thì anh biết anh mới đưa cho ông Thắm. Không vậy chị bình tĩnh, chị nghe em nói nè, câu chuyện không phải như chị nghĩ đâu, chị hiểu lầm rồi. Thật ra nó là vậy nè, có một cái bà kia, bà là nữ đại gia, bà mê chồng chị. Trời ơi, chị chưa biết đâu, ngày nào cũng nhắn tin cũng gọi điện thoại trả hết trơn á, mà anh không dám trả lời, sợ chị phát hiện á chứ. Hồi sáng này nè, cái bà gửi tới em đâu biết là của chị gửi đâu, em tưởng của bà gửi cho ảnh. Em với ảnh mới bài mưu tính kế là coi như là cái đây là quà của em nhận giùm để cho chị đừng có phát hiện, mà ai về cuối cùng là dòng của chị gửi cho ảnh. Đầu đuôi là câu chuyện là vậy đó chị. Để vào khúc giữa hả? Em nói thiệt không vậy? Thiệt 100% luôn, em không có nói xạo vậy hết trơn á. Thì trời ơi chị cứ em với ảnh sao mà tình ái gì, không có cái chuyện gì xảy ra đây hết trơn á. Đúng rồi. Trời ơi, suốt ngày cứ nghĩ xấu cho em hoài. Mướn ô xin chia trẻ đẹp quá, mướn tự lựa người nào lớn tuổi chút xíu đi. Mày mốt mướn tự đi lựa giùm đi ha. Nói gì mà nói nhiều quá vậy hả? Ủa nói vậy là hai người không có gì với nhau hết trơn hả? Trời ơi, anh đã nói với em rồi là hai người không có cái vấn đề gì hết. Mình lớn thì mai mốt có chuyện gì từ từ nói chuyện. Thôi đã vậy em còn nói là đứng sau lưng em. Có đời nào anh đứng sau lưng mà nói xấu em đâu. Thì coi như lần này em sai đi. Hai người mà có lần sau nữa tôi không tha đâu đó. Trời có lần sau chắc tha. Ủa hồi nãy con Thắm nó nói là anh có bà già đại gia theo đuổi hả? Nè hả? Bữa nay anh lái máy bay luôn hả? Máy bay không có độ cao đâu, sợ độ cao. Cái đó là anh giải quyết cho chị, em không biết nha, không biết bà nào hết, đấy. Hey, ủa em không thấy anh đang chỉ hả? Tao uổng con tay vậy. Anh hả? Anh đang nói con Thắm chứ có nói em đâu, em đi đâu nữa vậy? Thôi, đúng là có bí mật, đừng bao giờ kể. Chà. Trời ơi trời, bữa nay đâu ăn bặn lịch sự quá, tông đỏ trắng rồi hả? Em đi xin việc làm. À đi xin việc làm hả? Dạ. Đài truyền hình á tuyển nhân sự nên là em nộp đơn vô xin liền chứ ở nhà thất nghiệp buồn quá. Buồn cái gì, thất nghiệp là chết đói luôn chứ buồn cái gì, phải cố gắng lên. Dạ. Ủa mà em biết thể lệ xin việc sao không? Dạ biết, cũng khó lắm á. 2 cái bằng đại học, 4 cái tín chỉ. Nhưng mà em chuẩn bị sẵn hết rồi. Vậy thì yên tâm rồi, có gì đâu. Không, nhưng mà có cái là nó có 3 vòng nên em cũng hơi lo. Lo cái gì, phải tự tin lên chính bản thân mình đi nào cô gái. Tự tin lên, yeah. Rồi, chúc em may mắn nè. Yeah. Đúng rồi, yeah. Phải tự tin vào chính mình chứ. Yeah. Đó, phong cách tự tin gì là hay lắm, yeah. Chúc em chiến thắng. Yeah. Mời cô Nguyễn Thị Út cho dự tuyển. Dạ, có em. Dạ anh chào chị. Dạ anh chào anh. Dạ đây là hồ sơ của em. Ngồi xuống đi. Dạ. Lành quá à. Mà khoan. Dạ. Trước khi mà chúng tôi phỏng vấn đó, dạ, thì phải qua một cái quy trình. Dạ. Là phải kiểm tra sức khỏe trước. Dạ. Nè, cô thấy cần mình đặng cô không? Phải leo lên kiểm tra sức khỏe coi làm sao. Chứ rồi để em tự xử. Không được trang lớn. Ủa con mình em à? Bị mát. Quý khách cao 1m57, tai ù, y chang như một con vịt cổ lùn, ăn nhầm chút cái thịt, đề nghị leo xuống kênh ngay. Trời ơi, cái cân mà làm gì sỉ nhục người ta dữ vậy? Tôi mà vô đây làm hả? Tôi đem bỏ cái cân này đầu tiên. Dạ. Sao? Em cân xong rồi. Khỏi, em xong rồi đó. Khỏi cần phỏng vấn, khỏi dự tuyển luôn cưng. Chưa mà, em chưa làm gì luôn. Để bây giờ em vô em thay bikini ra cho anh đo vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em nha. Khỏi, cô ngồi xuống luôn đi. Sao vậy chế? Điều đầu tiên mà tôi có thể đánh rớt cô á là đi dự tuyển mà không có đọc thể lệ đúng không? Có, em có đọc mà. Cô biết 3 vòng là vòng gì không? 3 vòng là 3 vòng của em. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Dạ thưa cô, 3 vòng đó là vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết. 3 vòng đó hả? Chứ cô nghĩ 3 vòng gì? 3 cái vòng cô nghĩ đó, mang về chồng cô xài. Ok. Còn điều thứ hai nữa, cô biết gì không? Dạ. Cô không đọc thể lệ hả? Dạ sao? Chiều cao 1m58, Cô có mấy năm bảy thôi mà. Cái này có một phần là chăm trước đi anh. Không. Hả? Cô đi mua nhà thiếu 1 tỷ người ta có bán cho cô không? Một phân à. Không là không. Công ty nào cũng phải quy tắc của nó. Chỗ tôi làm cũng có quy tắc. Tôi cũng phải quy tắc của tôi chứ cô. Mời cô về hen. Người kế tiếp. Trời ơi. Sao? Kết quả sao rồi Út? Hả? Rớt rồi. Giả bộ đúng không? Diễn đúng không? Giả bộ em rớt rồi sao rồi? Hồi em cắn rồi, em đậu rồi, ăn mừng đúng không? Em rớt thiệt rồi. Nhỏ này diễn sâu ấy. Mới vinh Việt vô đài truyền hình cái đặc diễn, làm diễn viên rồi nữa, tôi cắt cái mỏ mày giờ. Em rớt thiệt rồi anh hai ơi. Rớt rồi. Ủa rớt thiệt luôn hả? Ủa là còn diễn không vậy? Không, em rớt thiệt. Ủa sao rớt kỳ vậy? Tại vì em lộn 3 vòng với thiếu chiều cao. Lộn 3 vòng thiếu chiều cao? Ủa là sao? Cái này là tuyển nhân sự rồi, đâu phải thi người mẫu hay là thi hoa hậu gì đâu mà 3 vòng chiều cao đâu. Thì bởi 3 vòng của nó là vòng sơ tuyển, vòng bán kết với vòng chung kết. Mà em lộn hình 3 vòng của em. Trời ơi. Em còn vụ chiều cao sao? Thì người ta tuyển 1m58 mà em còn 1m57 à. Thiếu có 1cm mà em gớt. Không bằng có 1m57 hả? Ừ. Lỗi tại ai? Tại má. Ừ.